Ngày 14 tháng 1 năm 2022, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Ngọc Lặc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết, trao quà cho các gia đình thương binh Bùi Trọng Nguyệt, Trương Quang Linh, vợ liệt sĩ Phạm Thị Đác, xã Minh Tiến, mẹ liệt sĩ Phạm Thị Lý, vợ liệt sĩ Lê Thị Trì, xã Lam Sơn. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của nhân dân trên địa bàn, các gia đình chính sách. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và nêu lên một số thuận lợi, khó khăn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền huyện đến cơ sở huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân, tập trung mọi nguồn lực tăng gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, không để hộ nào thiếu đói thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Cũng nhân dịp này, đồng chí đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai xã Minh Tiến và Lam Sơn.